77 phẩm thiện đạt. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát làm sao để hoàn toàn thông suốt thật tướng của các pháp? Phật bảo: Thiện hiện, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát giống như người được biến hóa, không thực hành tất cả kiết sử tham sân si, không thực hành sắc uẩn cho đến thức uẩn, không thực hành nhãn xứ cho đến ý xứ, không thực hành sắc xứ cho đến pháp xứ, không thực hành nhãn giới cho đến ý giới, không thực hành sắc giới cho đến pháp giới, không thực hành nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không thực hành nhãn xúc cho đến ý xúc, không thực hành các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không thực hành địa giới cho đến thức giới, không thực hành nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không thực hành các pháp do nhân duyên sanh ra, không thực hành vô minh cho đến lão tử, không thực hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, không thực hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không thực hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không thực hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không thực hành pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, không thực hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, không thực hành thánh đế khổ tập diệt đạo, không thực hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, không thực hành tịnh quán địa cho đến như lai địa, không thực hành cực kỳ địa cho đến pháp vân địa, không thực hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, không thực hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, không thực hành mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không thực hành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, không thực hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, không thực hành trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không thực hành quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, không thực hành tất cả các hạnh của đại Bồ Tát, không thực hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, không thực hành trí nhất thiết trí, không thực hành pháp nội pháp ngoại, không thực hành tùy duyên và các phiền não trói buộc, không thực hành pháp thiện pháp ác, không thực hành pháp hữu ký pháp vô ký, không thực hành pháp hữu lậu pháp vô lậu, không thực hành pháp thế gian pháp xuất thế gian, không thực hành pháp hữu vi và pháp vô vi, không thực hành thánh đạo và kết quả của thánh đạo. Cũng giống như vậy, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát hoàn toàn không thực hành đối với tất cả các pháp, đó là hoàn toàn thông suốt thật tướng của các pháp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Làm sao người được biến hóa có thể tu thánh đạo? Phật dạy: Thiện hiện, người được biến hóa nương vào việc tu thánh đạo, không nhiễm không tịnh, cũng chẳng luân hồi sanh tử trong các cõi. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các đại Bồ Tát làm sao hoàn toàn thông suốt tất cả các pháp đều không phải là việc thật? Phật bảo: Thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Tất cả những người được Như Lai ứng chánh đẳng giác biến hóa ra có thật sự làm việc không? Dựa vào việc thật này có nhiễm, có tịnh và sự luân hồi sanh tử không? Thiện hiện đáp: Không, thưa Thế Tôn, người được Như Lai ứng chánh đẳng giác biến hóa ra chẳng có thật sự chút nào. Dựa vào việc ấy chẳng có nhiễm, có tịnh và cũng không có việc luân hồi sanh tử. Phật bảo: Thiện hiện, cũng như vậy, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát hoàn toàn thông suốt thật tướng của tất cả các pháp, thấu rõ các pháp đều không thật sự. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Tất cả sắc thọ tưởng hành thức đều như huyễn hóa phải không? Tất cả nhãn xứ cho đến ý xứ đều như huyễn hóa phải không? Tất cả sắc xứ cho đến pháp xứ đều như huyễn hóa phải không? Tất cả nhãn giới cho đến ý giới đều như huyễn hóa phải không? Tất cả sắc giới cho đến pháp giới đều như huyễn hóa phải không? Tất cả nhãn thức giới cho đến ý thức giới đều như huyễn hóa phải không? Tất cả nhãn xúc cho đến ý xúc đều như huyễn hóa phải không? Tất cả các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều như huyễn hóa phải không? Tất cả địa giới cho đến thức giới đều như huyễn hóa phải không? Tất cả nhân duyên cho đến tăng thượng duyên đều như huyễn hóa phải không? Tất cả các pháp do nhân duyên sanh ra đều như huyễn hóa phải không?
tất cả vô minh cho đến lão tử đều như viễn hóa phải không? Tất cả bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa đều như viễn hóa phải không? Tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều như viễn hóa phải không? Tất cả bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo đều như viễn hóa phải không? Tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện đều như viễn hóa phải không? Tất cả pháp nội không cho đến vô tính tự tính không đều như viễn hóa phải không? Tất cả chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đều như viễn hóa phải không? Tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo đều như viễn hóa phải không? Tất cả tám giải thoát cho đến 10 biến xứ đều như viễn hóa phải không? Tất cả tịnh quán địa cho đến Như Lai địa đều như viễn hóa phải không? Tất cả cực hỷ địa cho đến pháp vân địa đều như viễn hóa phải không? Tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa đều như viễn hóa phải không? Tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông đều như viễn hóa phải không? Tất cả 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều như viễn hóa phải không? Tất cả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ đều như viễn hóa phải không? Tất cả pháp không quên mất tánh luôn luôn xả đều như viễn hóa phải không? Tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều như viễn hóa phải không? Tất cả quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề đều như viễn hóa phải không? Tất cả các hạnh của đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đều như viễn hóa phải không? Tất cả pháp thiện, pháp ác, hoặc pháp hữu ký, pháp vô ký, hoặc pháp hữu lậu, pháp vô lậu, hoặc pháp thế gian, pháp xuất thế gian, hoặc pháp hữu vi, pháp vô vi đều như viễn hóa phải không? Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, sắc vân vân các pháp đều như viễn hóa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: nếu tất cả các pháp đều như huyễn hóa thì các pháp được biến hóa đều không thật, sắc thọ tưởng hành thức cho đến không thật, hữu vi vô vi, do đó cũng không tạp nhiễm thanh tịnh, cũng không luân chuyển các nẻo sanh tử, cũng không theo pháp ấy để được nghĩa giải thoát, thì làm sao các đại bồ tát có sử dụng thù thắng đối với các hữu tình? Phật bảo thiện hiện: ý ông nghĩ sao? Xưa kia lúc hành Bồ Tát đạo, có thấy hữu tình có thể thoát khỏi các nẻo địa ngục, bàng sanh cõi quỷ, nhân thiên không? Thiện hiện đáp: không thưa Thế Tôn. Phật bảo thiện hiện: đúng vậy, xưa kia lúc hành Bồ Tát đạo, các đại Bồ Tát không thấy có hữu tình nào có thể thoát khỏi ba cõi. Vì sao? Vì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát thông suốt thấy rõ tất cả các pháp đều như huyễn hóa, đều chẳng thật có. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: nếu các đại bồ tát thông suốt thấy rõ tất cả các pháp đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng có thật, thì vì việc gì mà các đại bồ tát tu hành sáu ba la mật đa, vì việc gì mà tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vì việc gì mà tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, vì việc gì mà tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, vì việc gì mà an trụ vào pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, vì việc gì mà an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, vì việc gì mà an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, vì việc gì mà tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, vì việc gì mà tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, vì việc gì mà tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, vì việc gì mà tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, vì việc gì mà tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, vì việc gì mà tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, vì việc gì mà tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vì việc gì mà tu hành tất cả hạnh của đại bồ tát, vì việc gì mà tu hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, vì việc gì mà thành thục hữu tình, vì việc gì mà trang nghiêm cõi Phật. Phật bảo thiện hiện: nếu các hữu tình có thể tự thấu rõ tất cả pháp đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng có thật, thì các đại bồ tát
không cần phải trải qua ba vô số kiếp vì các hữu tình mà tu hành những hạnh khổ khó làm của Bồ Tát, do các hữu tình không thể thông suốt tất cả pháp đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng có thật, cho nên Đại Bồ Tát phải trải qua vô số kiếp.